Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long và trước hai chiếc xe đó chính là hai phiên bản số tự động của Toyota Vios. Toyota Vios G bản cao nhất phía trước và Toyota Vios E số tự động bản thiếu thì đứng phía sau. Có nhiều khách hàng hỏi tôi là hai mẫu xe này nó khác biệt nhau như thế nào. Đấy, thì hôm nay rất là tiện có cả hai xe ở đây thì tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn dễ hiểu. Thứ nhất là nhìn một cách tổng thể đi về phần thân xe. Đây, bản G. Các bạn chỉ lưu ý mỗi một cái chi tiết rất là đơn giản, đó chính là cái tay nắm cửa. Đó, bản G này chúng ta sẽ có tay nắm cửa mạ chrome. Và với bản E thì chúng ta sẽ có một cái bộ tay nắm cửa cùng màu thân xe. Đây, chính là tay nắm cửa. Và các bạn lưu ý là tay nắm cửa này thì với bản G chúng ta sẽ tích hợp cái nút bấm mở cửa thông minh. Trong khi đó thì cái bản E này chúng ta chỉ có chìa khóa động cơ như này thôi. Đấy là về phần thân xe, không có cái sự khác biệt gì đâu ngoại trừ cái tay nắm cửa thôi. Đây, chúng ta ngó qua trước về phần đuôi xe đây. Đây, như các bạn đang quan sát, phần đuôi xe chính là phần mà gần như không có khác biệt gì ngoại trừ mỗi cái ký hiệu phiên bản. Đây, bản E, đèn đóm này, cảm biến lùi, tất cả thứ có đầy đủ hết. Đánh hướng gió thì không phiên bản nào có cả. Và đây, chúng ta quan sát bản G. Đó, nó không khác gì các bạn nhé, không chỉ khác nhau mỗi ký hiệu phiên bản G thôi và cái cảm biến lùi. Cảm biến lùi là cả hai phiên bản đều có hết rồi. Đây, ở phần đầu xe chính là phần mà có nhiều khác biệt và dễ nhận thấy nhất. Như các bạn đang quan sát cái phần đầu xe này của chiếc Vios G, nó khác Vios E những điểm sau đây. Thứ nhất là cụm đèn này, các bạn đang thấy là cụm đèn halogen projector ánh sáng vàng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có sẵn một cái đèn bi ở đây rồi. Projector có công nghệ tự động bật tắt và có chế độ dẫn đường. Ở đây có đèn LED ban ngày, đó chính là cái Toyota Vios G. Hai điểm các bạn nhé, projector bóng chiếu này và đèn LED ban ngày. Còn về công nghệ thì chúng ta không nói đến bởi vì không thể nhận diện được công nghệ khi mà chúng ta chưa sử dụng xe. Đây chính là bản G. Và đây tôi mời các bạn xem cái hệ thống đèn của bản E. Đây, đèn của bản E các bạn nhìn là đơn giản hơn rất nhiều thôi. Halogen projector, halogen phản xạ đa hướng, không có bóng chiếu projector gì cả. Đấy, đèn cốt, đèn pha và đặc biệt này, không có cái đèn LED ban ngày ở đây. Chính là cái sự khác biệt về phần đầu xe. Rồi, đó là về phần ngoại thất bên ngoài, thì các bạn quan sát có chỉ khác nhau vậy không? Còn lại tổng thể là giống nhau hết nhá các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta vào trong xe đây. Ở hàng ghế thứ hai, tôi mở hàng ghế thứ hai trước. Đây à, các bạn lưu ý là bản G này khác biệt rõ ràng nhất chính là nó đã được trang bị sẵn một bộ ghế da tiêu chuẩn và ghế da loại này là có thông gió. Đấy, đây chính là cái nội thất khác nhau đầu tiên. Ở khoang cabin chúng ta sẽ có một số cái sự khác biệt nữa mà tôi sẽ nói với các bạn ngay bây giờ. Thứ nhất các bạn quan sát, đó chính là cái hệ thống màn hình DVD theo xe Vios G đã được trang bị sẵn rồi. Cùng với đó chúng ta sẽ có sẵn cái chìa khóa thông minh này và đặc biệt đó chính là cái hệ thống điều hòa tự động. Đó là những điểm mà Toyota Vios E không có. Ở đây thì có một số các chi tiết nhỏ nữa mà các bạn cần phải chú ý, đó chính là cái ví dụ cái táp ly cửa này chẳng hạn này, Vios là được sơn màu đen bóng như này, còn Vios E thì nó đơn giản hơn, nó chỉ là nhựa cứng thôi. Đó chính là cái khoang nội thất bên trong xe. Còn đây tôi sẽ mở cái khoang nội thất của chiếc Vios E bản thiếu cho các bạn xem. Đây, Vios E các bạn thấy là nó chỉ có cái đầu CD thôi và điều hòa là chỉnh cơ. Ngoài những cái tính năng ở trên thì hai chiếc Toyota Vios này nó không khác nhau về tính năng an toàn. Đều được trang bị 7 túi khí này, cân bằng điện tử này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD. Đấy, tính năng an toàn là giống hệt nhau các bạn nhé.
Còn về giá bán thì hai chiếc xe này nó đang chênh nhau khoảng 30 triệu. Chiếc Vios G này giá niêm yết kể từ 1 tháng 7 đó là 470 triệu. Còn chiếc Vios E đang niêm yết là 540 triệu. Đó, tôi hy vọng là sau clip này thì các bạn sẽ dễ phân biệt hơn đâu là Vios E, đâu là Vios G. Và với những cái sự khác nhau đó thì chúng ta sẽ dễ tìm hiểu hơn và đi đến quyết định là sẽ mua phiên bản nào phù hợp với gia đình. Mọi thông tin chi tiết về giá xe, khuyến mại cũng như là thủ tục trả góp thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline miền Nam và miền Bắc để được hỗ trợ và có giá tốt nhất. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo.